Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mười Khó TV nha. Hiện tại mình đang đứng ở đường 472 vào đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đã là 23 giờ và Thượng tá Công an Lê Quốc Tuấn vẫn chưa bị bắt. Dù đã khuya nhưng vẫn còn rất nhiều người dân không ngủ mà đến khu vực Hiếu Kỳ tập trung theo dõi các lực lượng cảnh sát tập trung truy bắt ngay trong đêm luôn các bạn. Mình thông tin cho các bạn biết nha, đây chỉ là tuyến ngoài thôi, còn có một vài cái tuyến trong nữa, nhưng mà người dân cũng như những người không có liên quan thì không được phép tiếp cận vào bên trong các bạn. Người dân Củ Chi nè trắng đêm để theo dõi lực lượng chức năng đang canh gác các bạn, rất là đông nha. Quá trời luôn các bạn. Trong khi rất nhiều anh chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng dọc cái tuyến đường Trung An, một đoạn đường dài khoảng hơn 2 km, và canh giữ cũng như tuần tra chốt chặn không để cho Lê Quốc Tuấn trốn thoát khỏi khu vực được phong tỏa. Thì cũng có một vài anh cảnh sát cơ động đi xe chuyên dụng dọc theo một số tuyến đường lân cận trên địa bàn xã Trung An để tuần tra các bạn. Ngoài việc tuần tra trên các tuyến đường thì cũng có một số chiến sĩ cảnh sát cầm đèn pin rọi vào những góc tối, những lùm cây, những bụi rậm để xem vị thượng tá công an này có trốn nấp trong đó không các bạn. Tình hình hiện tại ở xã Trung An đang rất là căng thẳng nha các bạn. Khi mà nghi phạm mà Lê Quốc Tuấn chưa bị bắt thì người dân Củ Chi nơi đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu như nghi phạm này không chịu nổi đói khát thì nhảy ra hoặc là xông vào nhà dân để xin nước uống hoặc là xin thức ăn hoặc là cướp tiền cướp xe để bỏ trốn thì cực kỳ nguy hiểm. Thì anh này là có thể sẵn sàng xả súng bất cứ lúc nào. Các bạn biết không, khi mà nghi phạm này lẩn trốn thì có mang theo một cái khẩu AK bên người nha. Một cái khẩu AK bên người. Đặc biệt đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm khi được đào tạo trong môi trường quân đội. Có nghĩa là anh này đi nghĩa vụ xong, ảnh được đào tạo lên công an luôn các bạn. Cho nên mọi cái biện pháp sinh tồn là kỹ năng tự vệ chiến đấu của anh này rất là cao nha. Từ những chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng như lực lượng công an tinh nhuệ cũng không có mạo hiểm để xông vào lục soát tất cả các nơi mà phải tìm cái phương án tối đa nhất, tối ưu nhất bắt được nghi phạm nhưng mà vẫn không gây được cái thiệt hại cho lực lượng cảnh sát cơ động cũng như cảnh sát cũng như công an các bạn. Các bạn coi này, mình đang đứng ở giao lộ đường Trung An và đường 472 nha, xã Trung An, huyện Củ Chi. Hiện giờ thì các chiến sĩ công an không biết ở trong cái mọi cái lùm cây hay là cái góc tối nào đó thì có cái nghi can nó trốn nấp trong đó hay không. Thì vào thời buổi ban đêm cũng là lúc cực kỳ nguy hiểm.
Mình xin kể cho các bạn nghe về cái vụ việc xảy ra vào tối hôm qua nha. Nghĩa là anh Hiếu, một người dân sống tại địa bàn huyện Củ Chi, anh đi bên xã Phú Hòa Đông về tới cầu Bến Nải, thì anh thấy một người đang nằm bên vệ đường, bên cạnh chiếc xe máy. Trên đường có rất nhiều cái chướng ngại vật như để cản cái xe ô tô các bạn. Thì ảnh mới đi chậm chậm lại. Thì từ bên đường nha, từ bên đường có một người đàn ông cầm khẩu AK và xông ra các bạn, và bắt đầu nã đó. Thì anh Tuấn này ảnh may mắn, ảnh chỉ bị cái mảnh vỡ của kính xe ô tô văng trúng người. Anh chỉ bị thương và anh chạy thoát, được người thân đưa vào bệnh viện Xuyên Á để cấp cứu. Ngoài ra là không có bị thương tật gì nhiều các bạn. Hiện sức khỏe anh đã ổn định. Rồi, mình sẽ cùng các bạn lại coi nha. Coi mấy chiến sĩ cảnh sát. Nếu các bạn nào mà có ở Củ Chi, là ở gần khu vực Củ Chi á, thì hãy mua những cái đồ ăn cũng như nước uống để tiếp sức cho mấy anh cảnh sát cơ động, anh đang canh gác ở khu vực này các bạn. Thì mình thấy là mấy anh cảnh sát cơ động là đứng canh gác từ sáng sớm, khoảng từ 3 giờ sáng nay, sớm mùng 6 tới bây giờ luôn các bạn. Bây giờ đã là hơn 23 giờ khuya rồi nha. Khu vực ở xã Trung An bây giờ đang rất là ván vẻ huyền bí nè các bạn coi nè. Các bạn thấy có rất nhiều góc tối được lộ ra, các bạn thấy không? Rất là nhiều góc tối. Nếu như mà có người mà theo cái kiểu du kích, nằm trong bụi rậm hoặc là trong góc tối mà bò như vậy, thì không ai mà biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra các bạn, vì nó có tốt được quá nhiều cái điều nguy hiểm này. Các bạn biết không, phía bên ngoài như thế này á, đó là nhà dân, là nhà dân. Còn phía sau những căn nhà này á, đó là một cái vườn cây ăn trái và cũng như kênh rạch chằng chịt các bạn. Đây là điều kiện thuận lợi lý tưởng để cho nghi phạm ẩn náu và có thể có nước uống và không có bị đói khát gì các bạn. Đây, bây giờ mọi người đang tập trung rất là đông nè. Số ban đêm dạo không sợ không? Không sợ nguy hiểm à? Nếu những ở trong cái tảng nghi phạm này cầm theo cái khẩu AK á, nếu như mà mình đi xe máy mà đi vắng, biết đâu ở trong bụi rậm nó lao ra thì nó cướp xe sao, nó bỏ trốn sao, không? Tại vì đi đàn đông nè. Dạ? Đi đông nè. Đi đông không? Mà ra kia có đông không? Thấy ra kia vắng hoe chứ đâu có đông đâu. Thì mình đi chơi như vậy mình có lo sợ gì không? Hiếu kỳ à? Thì cũng trông bắt được nghi phạm để cho người dân ở Củ Chi mình yên tâm ha, yên tâm sinh hoạt cũng như đi lại ha. Giờ dân ở đây nói chung là người ta run người chết, đóng cửa hết. Đóng cửa hết rồi, đâu có dám mở cửa đâu. Phía trong này có mấy anh cảnh sát đang đứng này các bạn. Các bạn coi nè.
mấy cái hàng quán nào ban đêm là dọn dẹp hết rồi, nhưng mà tối nay vẫn nắng lại bán. Và tối nào là bán khuya nhất rau cá khôm đúng không con? À, để cung cấp nước cho mấy anh hả? Thì ai có nhu cầu thì mình bán chứ bây giờ cũng sao. Dạ. Ngày ngày hôm nay nước mía cháy hàng luôn ha. Dạ. Cầu năm rồi đó. Ừ. Quay từ tiếp. Có nhà bà cô nó lên đi ngày bữa nay là mấy hôm mỗi ngày kia thì chắc cũng được mấy trăm không? Mình bán đây mình có mình đi ra mấy khu vực không vắng thì mình có lo sợ gì không? Có chứ. Mỗi lần đi chơi hết đá thì trên đường trời nhiều khi nó bắn. Cũng nguy hiểm đúng không? Tại vì trong góc tối thì đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Em quay chơi. À, đến thời điểm bây giờ đã qua rạng sáng rồi các bạn. Và mọi người cũng đã giải tán rồi nha. À, để coi có gì hấp dẫn thì mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem. Xin chào các bạn nha.